hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023, các hoạt động tri ân, nghĩa tình ngày xuân đã được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Cần Đức đẩy mạnh thực hiện, qua đó tạo điều kiện cho người dân được vui xuân đón Tết. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, toàn huyện Cần Đức đã vận động trên 15 tỷ đồng thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc gia cam phát huy công tác xã hội hóa thông qua những tấm lòng nhân ái, huyện và các xã thị trấn tiếp nhận và bàn giao 5 căn nhà cho hộ khó khăn, tặng 2.700 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp các ngành, tổ chức chính trị xã hội, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài huyện thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc cho các đối tượng trên địa bàn với trên 27.700 phần quà với tổng kinh phí là 11,6 tỷ đồng rất vui tại với lại qua cái hai mùa dịch á thì cuộc sống ai cũng khó khăn mà vẫn được mạnh thường quân và quỹ ban hết lòng chăm lo thì rất là hạnh phúc và rất cũng là cuộc sống mình được ấm no cái mùa tết này là rất là vui vẻ những phần quà cùng sự động viên chia sẻ từ lãnh đạo địa phương các tôn giáo các doanh nghiệp đã làm cho tết quý mão thêm ý nghĩa ấm áp và yêu thương